bọn tên cuối lên à? Ôi phải chờ sao 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 ơi. Sao sao sao. Chạy 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 chạy. Hello, xin chào cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn coi thêm một video nữa. Và hôm trước ấy là mình có hơi bận một xíu thì thế là không làm video cho anh em coi em bận, nên là anh em mong là anh em có thể thông cảm cho mình nhá. Và anh em ơi, nếu mà anh em mà muốn theo dõi những cái video hay hơn và cũng như mới nhất của mình ấy, thì em nhớ là đăng ký kênh phụ là HB Free Fire, mình sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả. Mọi người nhớ kích vào và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhá. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với cả cái trận đấu chúng ta thôi. Thì hiện tại thì mình vẫn sẽ sử dụng cái bộ đồ Ben 10 như bình thường các bạn. Đó, chúng ta đang có cái combo đấy là MP5 với cả M4A1 nhá mọi người. Đây combo khá là cùi em nhá. Nào, ui có giọng thanh này ngon này. Được rồi, lên phía trên xem nào. À, gì ấy? Thằng bạn ấy. Thằng nào bắn em ơi, vỡ đầu này con chó. Vớ va vớ vẩn, dám bắn tôi em ạ. Láo thật sự luôn, đầu game mà dám láo nháo là tôi vả cho không trượt phát nào luôn. Nhố nhà nhằng, tưởng tôi hiền dễ bắt nạt á. Ok, vậy là ngay từ lúc đầu game chúng ta đã có được cái mạng đầu tiên rồi, rất là đơn giản rồi em ạ. Ở đây mình sẽ trang bị giảm thanh vào, để anh em thấy chất không? Người ta thì chỉ xài giảm thanh ở một súng thôi, tôi nhưng mà mình lại hai tay hai súng cơ. À đâu, lộn, đáng lẽ phải là hai tay ba súng đúng không? Đấy, súng thì ở chỗ nào, súng thứ ba chỗ nào tôi không biết đâu nhá anh em nhá, tự suy nghĩ ngẫm nhá. Ơ bộ lạc này em ơi, ô đang là đấm, đang là nặng một thằng nó chạy ra, mày ra đây, mày ra đây con chó này, à, đường đường đường, nó chạy vào phía trong rồi em ạ, ui, đã bắn nhau rồi, ông có vẻ như ngoài trên ra thì vẫn còn một thi nữa trong nhà anh em, nên cẩn thận anh em nhá. Nào, câu lựu thằng phía trên này, mày chạy đâu? Mày chạy đâu em ơi, câu chuẩn không? Ơ kìa, ba thằng thi này không núp vào đây à? Thế mình nghĩ là kiểm tra căn nhà bên cạnh rồi, à tóc ca, thấy mày rồi nhá, rồi ôi, mày làm cái trò gì đấy em ơi, anh em thấy cái gì chưa? Cái kỹ năng mà không thể nào thiếu trong trường hợp leo danh đấy là Choro. À cái gì ấy, làm nữa thằng này nữa à, mày nữa à, mày cũng cầm tính năng ở trên vật Choro à, căng hết nhỉ con chó này. À nó chạy ra ngoài rồi, bỏ của chết đánh người rồi cả anh em ạ. Càng đấy nhưng ông chính yêu chạy sao, ông yêu chạy sao nào, cắm đầu cổ và chạy đi, vỡ đầu con chó này. Em thấy cái gì chưa, láo la láo nháo là mình vả cho không trực phát nào ngay, nó phải là chuẩn phát đấy. Ui phẩm sát thì nhìn có 10 này ngon này, lấy nó luôn em nhá. Đấy, rất là ok luôn. Vậy là ngay từ lúc đầu game bây giờ chúng ta đã có được 3 cái mạng hàng ngục rồi em ạ. Ờ mình nghĩ là ở phía trên căn nhà là cao có người này, cứ câu lựu đạn lên kiểm tra cho chắc em nhá. Nào ok, khoảng thứ 2, ô mình vừa nghe tiếng giam rút ra thì như có một thằng lên trên nhà thật em ạ, câu phun lựu đấy luôn. Ôi thế quá, thằng này nó không dính nhỉ, hay là tôi nghe nhầm tiếng nhỉ. Ừ tai tôi thính lắm mà, làm gì có chuyện là nghe nhầm được. Nào lên phía trên trích thử nào, đi điểm trọng thôi em nhá, mình nghe chỗ thổ ghế lắm. À, tôi thấy cái chân được kìa, à, nó lại lôi đâu kìa, à, từ từ, nào, quả này vỡ đầu này, nào, vỡ đầu này con chó này, đấy, em thấy cái gì chưa, không vỡ đầu, à, mẹ, cái cả trường luôn thanh niên, đã gọi là thủ nhà lúc sau cái ghế rồi thanh niên đừng còn để, còn giải luôn nguyên quả mìn ra thì bố ai mà chơi được, chơi vậy chơi nhây vậy ba, nhưng mà không sao, tôi vẫn hạ ngục được ông này như bình thường nha em nhá, quá là easy luôn. Ok, vậy là hiện tại mình có hạ mạng hàng thứ 4 rồi, mãi méo nó được đổi mà, cáu vẽ trưởng luôn đấy, nào để yên nào, ok được rồi đấy. Bãi trưởng mẹ mấy cái thằng là nó cứ núp sau ghế này, bình thường là rất là khó lướt đồi nhá, mà mình cũng chả nhớ được cách nào để vào trong ghế nữa, mình quên mất tiêu rồi em ạ. Nào tìm kiếm người nhá. Ờ, phía bên này không có à, chúng ta đi vòng qua phía sau vậy. Nào móc ngược lại xem ạ. Đó đây rồi, có lựu đạn với cả đại thủy liên rồi, chạy cho em ơi, đi khỏi cái khu vực này thôi. À cái gì thằng nó bắn đấy, mày bắn tao à, mày bắn tao, giật cả mình là con chó này, giật cả mình là con chó này. Vớ va vẩn, gọi là tôi đang gọi là muốn làm người bình thường nhưng ông lại không muốn làm người bình thường thì ông phải gọi là cho vào chạy thương điên rồi. Nhớ nhà nhăng như thế này là chỉ có vào chạy thương điên thôi, nó huấn luyện cho nó, gọi là nó bứt điên đi các bạn. Ô đang gọi là đang đi du lịch chưa có xe mặt tân chắc, đang gọi là tham quan danh lam thắng cảnh thì tự nhiên là một cái con bò lạc lại chui từ đâu ra em ạ. À thì nên này cũng có tính năng như là Choro em ạ. Đấy em thấy gì chưa, trong cái việc leo danh ấy, trong cái những cái trận đấu leo danh ấy thì cái tính năng nhân vật Choro là rất được ưa dùng luôn em ạ. Gần như thanh niên nào cũng sử dụng cái trang bị này và cũng như sử dụng cái tính năng của nhân vật này ấy. Nên là anh em hãy nhớ lưu ý nhá, là chắc chắn là phải có tính năng nhân vật này thì chúng ta mới có thể là leo danh dễ dàng được. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên xe và tiến thẳng ra vị trí thanh niên ở phía bên trên thôi. Chắc chắn là thằng này nó đang gọi là tu tâm dựng tính phía trên sau khi đã ăn gọi là 6-7 phát đạn của mình. À láo, định trả đũa anh à. Em ơi, em định trả đũa ai đấy? Đâu rồi? Ông lòi thử cái mặt ông ra xem nào. Chắc là thằng này nó ở phía trên này thôi. Đâu rồi, ló cái mặt ông ra. Tôi tắm. À, thấy bây giờ là chó. Rồi ôi, vỡ đầu nhá. Ông tưởng ông núp chỗ này mà tôi không biết á. Làm bà với cái trò nhãi này, tôi làm suốt rồi. Cái trò tự nhân bị ối tôi làm suốt rồi, nó thấm vào trong máu mình rồi. Gọi là đi phát nào biết ngay phát đấy ngay. Ok, bên này có hoàng tính này, hoàng tính này đẹp vãi. Đây hoàng tính của biệt hiệu của Atex Ojita em nhá, rất là đẹp luôn.
Đó, được đã. Ê, gì ấy? Con nào bắn đây? Gì đây? À, đây đây đây. Úi giời ơi, em thấy gì chưa? Em cứ quay 360 độ mình thả lảo cũng lòi ra được một thằng ấy, và tất nhiên như là ở sau cái mỏm đá này, tôi đã thấy rất là lâu rồi nào. Mày trốn sau này đúng không? Mày trốn sau này đúng không? Rồi ôi, vỡ đầu nha con chó. Hai viên vào đầu là quá là đủ cho một cuộc tình rồi. Đấy, em thấy gì chưa? Tính năng nhân vật Chodo là cái tính năng không thể làm mà thiếu trong trong cái quá trình leo danh em nhá. Thằng nào mà thiếu thì chắc chắn là khả năng cao là rất dễ là thua luôn, hiểu không? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên xe và chạy khỏi cái khu vực này thôi em nhá. Đấy, dưới này này, em thấy gì chưa? Dưới này là có cái hộp thính này, à có cái trang bị quét máy quét UAV. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ tiến thẳng vào trong cái máy quét này để xem là có một thiên nhiên nào gọi là xuất hiện ở trong cái mini map không em nhá. Và rất là đáng tiếc là không có thằng nào cơ. Như mọi người có thể thấy là hiện tại là cái vùng an toàn của ta vẫn còn khá là bé và số người trên bản đồ ta là chỉ còn 6 thiên nhiên nữa thôi là chúng ta đã có thể là giành top 1 cho rồi anh em ạ. À mà tôi có nghe rằng sắp tới là đang có dự án là hợp tác giữa Attack on Titan với cả Free Fire nên là bắt đầu là đang ra trang bị thính của Attack on Titan rồi anh em nhá. À, dưới này vừa trong cái lúc mà chúng ta đang ngồi mà tám chuyện với nhau thì lại có hai thiên nhiên đang bắn nhau quanh khu này. Thật quá là khi mà mình vừa đi xe xuống cái khu vực này lại không thấy bất kỳ thiên nhiên nào cả em ạ. Méo hiểu kiểu gì luôn, bọn này thoát ẩn phát hiện như kiểu ninja ấy. Quá thôi được rồi, với chúng ta quay trở lại khu vực có thính đi. Biết đâu thằng này vừa bắn nhau xong lại chạy ra khu có thính làm sao đúng không? Đấy là cái phán đoán mình thôi chứ mình không chắc. Ơ kìa, thế nhiên bắn thế, ui 2 chấm đỏ luôn, ui dồi ôi trên nhà nhá, ui dồi ôi. Kỹ năng né tôi phải gọi là thần sầu trong chó là kỹ năng nhưng mà chỗ vỡ đầu, rồi ôi. Easy luôn, không vỡ đầu nhưng mà vỡ mặt là thế là quá là đủ rồi em nhá. Đấy, dưới kia vẫn còn một thiên nhiên nữa, một cái chấm đỏ nữa kìa em ơi. À, ê, úi dồi ôi, giật cả mình. Mẹ tiệt sư, mấy thằng nó toàn chơi cái trò tiểu nhân bị ổi lên trên nhà, toàn giải mìn cầu thang em ạ. Mẹ, dăm ba mấy cái trò mất dạy. Mẹ hiểu kiểu gì, mình toàn rãng ở đây em ạ. Nhưng mà cái là, thứ nhất là mình trang bị cái trang bị tính năng. À, mình có cái giáp chống nổ này. Nên là thứ nhất là nó sẽ giảm được cái sát thương của trang bị lựu đạn và cũng như phóng lựu đi. Đó em nhá, thì đấy là một cái gọi là cái gì nhỉ, một cái tính năng đặc biệt của trang bị giáp chúng ta. Và cái thứ hai nữa ấy, nếu mà các bạn mà để tính năng của nhân vật Kelly ấy và cũng như là có cái lưỡi hái khi mà chạy lên ấy thì cái lượng sát thương ấy nó không kịp lan rộng vào cả người các bạn và nó chỉ lan kịp vào gọi là 1/3 thân thôi hoặc là 2/3 thân đấy chứ không được để thể nào mà đủ làm đai các bạn được em nhá. Đấy nên là chúng ta khá là yên tâm. Được rồi, vậy là hiện tại trên bản đồ ta chỉ còn 3 thanh niên thôi à? Mình nhớ là vừa nãy máy quét là có quét một thanh niên ở phía đằng trên với cả một thanh niên ở phía đằng dưới nữa. Đấy, nhưng mà nãy giờ bắn thanh niên ở trên mái nhà xong là phải lút xong này cái đã đúng không? Chứ không lút xác gọi là để đồ nó trưng ở trên mái nhà thì tiếc lắm. Ok, bỏ bó đạn tiểu liên này. Các bạn là mình thấy là túi thương của mình còn 4 túi rồi. Nhặt thêm túi nữa cho nó đủ bộ. Mình thích con số lẻ em nhá. Rồi, dưới này à? Dưới này... cái chiến thuật của mình ấy đấy là trước khi là vào hộp bom cuối cùng thì mình sẽ kiểm tra gì à? Đấy đấy thì cho em vừa là cái là chưa thì đã thấy một thanh niên là đang ở trú ở ngay khu này rồi. Nào đâu rồi ra đây bạn này, đây đấy bắt đầu nhảy kìa. Nào vỡ rồi, căn nhà ui 147 máu rồi. Rồi ôi, một viên nữa là chắc chắn là làm đất luôn. Dựng mong kêu ra lút xác cho đã an toàn em nhá. Ui sắp top 1 đến nơi rồi em ơi. Rồi ôi, top 1 là trong tầm tay chứ còn đâu nữa. Ok nhá, vậy là chỉ còn 2 tin nữa thôi đúng không? Ông ngắm 4 đích này, scope 4 đích này. Rồi ôi, những trang bị tuyệt vời như này mà không top 1 nữa thì thôi em ạ. Được rồi, vậy là hiện tại là cái vùng mà ta bắt đầu thu ấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến thẳng xuống cái vị trí ở phía bên dưới nhá. Nào, lít trên, lít xuống, gọi là lít trên, lít dưới và lít ngang, lít dọc rồi xem có thằng nào đang chạy không. Mình đang nghi lắm. Không có rồi. Không có thì bây giờ chúng ta tiến thẳng vào phía bên trong thôi. Từ từ nhá. Tôi đang nghi là mà không, tôi đang nghi là trên nhà có người nhưng mà thôi bỏ qua điều đấy đi, chúng ta kiểm tra chỗ rìa bo trước cho chắc em ạ. Em ạ, em biết gì không? Nói chung là một số thanh niên đấy thì có cái chiến thuật đấy là luôn luôn là đi ở sau cái phía rìa bo, nên là lúc mà các bạn không để ý cái là lúc nào là cũng bị ăn chúng nó móc lốc cho vài quả là vỡ mặt mày luôn đấy, thì lúc đấy là các bạn mới thấy nhớ đời và cũng như mất tốt những quả đấy cực kỳ là thốn luôn em nhá. Nào, cô đã phía trên nhá, cứ check ở phía trên nhà trước mình ghi nhá. Ok, không thấy người đâu. À, mình nghe tiếng bom kêu. Úi dồi ôi, quanh chỗ này có người đúng không? Nhà trên nhà này chắc chắn là có người rồi. Nhưng mà đấy là vị trí của một thanh niên thôi. Và chỉ một thanh niên nữa của chúng ta đang ở đâu, đúng không? Nào, thôi kệ đi, chúng ta cứ lên trên nhà và gọi là xử thanh niên phía trên nhà trước.
Nào, có không? Anh em thấy gì chưa? Cái ngay mà cả là cao là cái trốn xong ghế này. Dựng quả keo sau ghế cái là khỏi trốn luôn này em ơi. Nào nào. Mày còn phóng lưu đi đâu em? Dựng bóng keo này, rồi ta để tiếp tục là câu lựu đạn em nhá. Quả này câu lựu đạn là bao chuẩn luôn. Ê xài. Ê, mẹ nó bắn xuyên tường à? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Chó này, vớ va vớ vẩn, mày trộn sau ghế sau đấy mày đi bắn vào cổ cái khai. Mẹ nó có giải mìn nữa kìa. Mày tính như giải mìn trên nhà, hay vãi chưởng luôn em ạ. Mẹ. Ô thế thì cuối đang lên à? Ôi vãi chưởng xong rồi. Xong. Chạy. À! Mẹ. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Đầu má cay vãi đấy luôn. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay ấy, thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể ủng hộ cho mình em nhá. Cảm ơn em rất nhiều.